Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang qua đời sau cơn đau tim. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, giới cải lương lại tiếp tục đón nhận tin buồn. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang đã qua đời vào sáng 11 tháng 3 theo giờ Mỹ sau một cơn đau tim. Người thân của nghệ sĩ Diệp Lang đã gửi tin buồn tới các nghệ sĩ tại Việt Nam để cùng đưa tiễn ông. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã xúc động chia sẻ với truyền thông rằng Diệp Lang đã bị bệnh và được tiên lượng xấu, nhưng đây vẫn là nỗi buồn quá lớn với gia đình và những người yêu mến ông nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang, tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941 tại Sa Đéc. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là người chơi đàn, cho đoàn cải lương tam phụng, vì thế từ nhỏ ông đã theo đoàn hát và có cơ duyên học nghề sớm. Năm 12 tuổi, Diệp Lang chính thức bước lên sân khấu trong vở lấp sông danh của đoàn cải lương Kim Thoa. Sau đó ông tham gia nhiều đoàn cải lương khác, nhưng chỉ là kép phụ. Phải đến khi về đoàn Hoài Dung, ông mới được giao vai chính trong vở chiết nhẫn Kim Cương. Kể từ đây cái tên Diệp Lang bắt đầu nổi tiếng. Sau năm 75, ông gia nhập đoàn cải lương tập thể Sài Gòn 2, tên tuổi ông nổi tiếng với nhiều vở diễn như Đời Cô Lựu, Lan và Điệp, Nửa Đời Hương Phấn, Tô Ánh Nguyệt, vân vân. Năm 2003, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nhưng thời điểm này, Diệp Lang đã ngừng đi hát. Cuối đời, ông qua tận Mỹ định cư và nhận được sự chăm sóc tận tụy từ gia đình. Ông mắc bệnh Parkinson nhiều năm qua.